Du Chen ghép trái tim ở Hà Di Lao. Cô gái nhận cái kết đội quần vì nó lạ lắm. À? Làm sao vậy? Dạo gần đây, khi lướt trên vũ trụ Top Top, cư dân mạng không khỏi bội thực với muôn vàn kiểu bắt chen ghép đôi trái tim ở nhà hàng lẩu nổi tiếng Hà Di Lao. Cụ thể, khi khách hàng đưa tay với hình nửa trái tim ra, thì vài giây sau sẽ có một bạn nhân viên khác rơi đến, ghép nốt bàn tay của mình vào để tạo thành một trái tim hoàn chỉnh. Tuy nhiên mới đây, một cô gái đã đến nhà hàng lẩu nổi tiếng Hà Di Lao để cố tình bắt chiếc chen đáng yêu này. Thế nhưng cái kết sau cùng thì nó lạ lắm. Theo đó, bạn nữ khá xinh đẹp này đã làm theo y hệt như trên TikTok. Đó là đưa bàn tay có hình nửa trái tim ra với hy vọng một nam nhân viên nào đó sẽ nhìn thấy và hoàn thành nốt nửa trái tim còn lại. Và đúng như trong kịch bản, chỉ vài giây sau, bạn nam nhân viên đã phát hiện ra và chạy đến phía của cô gái. Thế nhưng thay vì hoàn thành nốt nửa trái tim ấy, thì người này lại lấy cốc trà sữa và đưa vào tay của cô. Tiếp theo, anh chàng rót thêm nước vào ly như thể muốn khẳng định chất lượng dịch vụ 10 điểm ở đây. Cầm ly nước trên tay, cô gái ngại đỏ mặt vì thứ mà mình cần không phải là cốc trà sữa, mà là một nửa trái tim được đáp trả từ anh nhân viên đẹp trai. Trong khi mọi thứ đều làm y hệt như trên mạng, nhưng cái kết thì lại khác xa với mọi người. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bên dưới là một số bình luận đáng chú ý. Anh nhân viên kiểu, TikTok ít thôi bà già. Đến trên này cũng bị từ chối, khi hiểu sao chị gái lại không ế cho được. Tôi thấy bạn nam rất biết quan tâm đến khách luôn nè, 10 điểm respect ạ. Wow. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.